8 gia đình không thấy khách ở đâu hết trơn, rồi còn văn phòng cho thuê đồ này nọ nữa, vắng lắm các bạn biết không, bàn ghế quá trời ở trong, rồi ở cái quán này thấy thương về chưa, không có khách, trời ơi. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 7 giờ 10 phút tối, hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2024. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, một buổi tối tràn đầy niềm vui và sức khỏe. Và hiện tại cô bác anh chị thấy cảnh vật này có quen không? Bên tay trái của em là Ngân hàng Quốc gia, bên tay phải của em là cầu Móng, đứng ngay vị trí bên phải là con kênh Bến Nghé. Như vậy con đường này là con đường Bến Chương Dương trước năm 75, ngày xưa, ngày hôm nay đó là con đường Võ Văn Kiệt. Và phía dưới của em á, ngay chỗ này đang là cái hầm Thủ Thiêm, đi qua bên kia Mai Chí Thọ. Trong cái buổi tối ngày hôm nay á, em mời cô bác anh chị chúng ta xuất phát đi dạo trên bến của Sài Gòn, Bến Chương Dương, Bến Hàm Tử. Chúng ta cùng nhau nhìn lại cái bến ngày xưa của Sài Gòn vào ngày hôm nay, ở ban đêm nó như thế nào, những cái ngày sau Tết đầu năm, hàng quán buôn bán của bà con mình ra sao. Và bây giờ em sẽ bọc cái bồn binh nhỏ phía trước ngay chỗ con đường Master đây, chúng ta đi trái luôn, đi thẳng Bến Chương Dương lên cầu Ông Lạnh, cầu Ca Mét, cầu Chữ Y, cô bác anh chị. Và trước khi đi thì em cũng không quên gửi đến cô bác anh chị một bài thơ rất là cũ rồi, ôn lại kỷ niệm xưa thôi. Sài Gòn có Bến Chương Dương, có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do, phường Chợ Quán, khóm Cầu Kho, bến xe Lục Tịnh và con đò Thủ Thiêm. Trong cái clip này chúng ta có bến đò Thủ Thiêm thì đi thẳng là tới rồi, Bến Chương Dương thì ở đây, Chợ Quán, Cầu Kho, chút xíu nữa chúng ta đi ngược là sẽ tới. Một cái bài thơ có lẽ là lâu rồi cũng ít có ai đọc. Hôm nay sẵn tiện đứng ngay chỗ Bến Chương Dương này nhắc lại, ôn lại những cái kỷ niệm với cô bác anh chị. Và ở đây bên tay phải của em là cầu Móng. Cầu Móng đó. Ở đây người ta đang làm cái công trình ngăn tiều rồi, nó cũng nham nhở ra, chưa có xong đâu vào đâu hết. Hướng đi lên cầu Móng đây cô bác anh chị. Em cũng dừng lại chút xíu nha, để chúng ta cùng nhau nhìn cái hình ảnh cũ ngày xưa thân quen. Phía trước ở đây là cái Ngân hàng Quốc gia, ngày nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bên phải thì chúng ta sẽ đi ra đường Tôn Đức Thắng ngày hôm nay, chính là bến Bạch Đằng đó và cầu Khánh Hội ha. Rồi bây giờ thì em sẽ bọc cái bồn binh nho nhỏ này, chúng ta cùng đi hướng lên cầu Ca Mét nha. Gần đây là có cầu Ca Mét, rồi tới cầu Ông Lãnh. Đi cái con đường Master ngay chỗ này thì chúng ta về Hàm Nghi nè, Rồi em bắt đầu đi lên hướng ngay chỗ cái góc bên phải của em đây là vị trí của Thượng Nghị Viện. Thượng Nghị Viện, Hội trường Diên Hồng. Ngày hôm nay là cái sở giao dịch chứng khoán. Đi ngang cái xe rác. Ôi. Đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cô bác anh chị, là con đường Tông Lý. Đó, ngay chỗ này thì chúng ta có thể nhìn lại cái vị trí thôi ha. Đó là sở giao dịch chứng khoán. Rồi bây giờ thì em băng qua khỏi cái con đường Công Lý này và chúng ta đi về hướng của cầu Ca Mét. Sài Gòn về đêm lên đèn thì nó lung linh,
hơn ban ngày, đẹp hơn ban ngày rất là nhiều. Đó. Và có những cái hoạt động về đêm. Đó. Có những cái hoạt động của Sài Gòn dành cho ban đêm, ví dụ như là ăn uống vui chơi, massage, massage gần, khách sạn. Đó. Đây có cái tòa nhà chỗ này người ta lên đèn đẹp quá ha, Choli Moli hả? Đây là cái tòa nhà bán áo cưới. Ở bên trong của các anh chị thấy nè, đám cưới. Đó. Nhắc đến đám cưới ngày hôm nay là thấy vàng nó nhảy chót chót vót, là thấy sợ ha. Vàng hôm nay vượt 80 triệu, vượt 80 triệu rồi. Cái dòng xe bên tay trái của em là dòng xe đi từ Hồng Thủ Thiêm đi ra. Và cái vị trí này là cầu Camet. Tới ngay vị trí cầu Camet đây, con đường bên tay phải của em đây là con đường Phó Đức Chính, chạy thẳng là chúng ta vừa phải là thẳng vô chợ Bến Thành luôn, ra cái công trường Bắc Thị Trang. Đây là cái dãy nhà cũ, dãy nhà cũ của Bến Trung Dương. Ở đây ngày hôm nay thì có cái những cái quán nhậu như thế này các anh chị. Đây là tình hình cái quán, cái ăn uống của Sài Gòn mình vào ban đêm. Quán vắng nè. Quán xá ngày hôm nay thì là tình hình chung là như thế này. Tình hình chung khó nói lắm, hên xui lắm. Bây giờ nhiều khi mở ra bán thì không nói trước được điều gì. Thì vị trí phía trước này là cầu Camet các anh chị. Quán quẹo bên phải thì chúng ta sẽ đi vào con đường Nguyễn Công Trứ nha. Quán Văn Tâm. Chỗ này là cầu Camet. Cái này là đi vô đường Nguyễn Công Trứ rồi vô khu dân sinh. Còn vị trí này đây là hàng quán đó, các anh chị cũng thấy đó. Khách cưới không có bao nhiêu người. Rồi em quay camera thẳng phía trước. Đây cái cầu Camet. Bây giờ làm quán ăn quán nhậu như vậy bị phá sản lắm cô bác anh chị, không có biết tình hình như thế nào luôn, nó hên xui dữ lắm. Nhiều khi có quán thì mình thấy có khách, còn có quán thì vắng tanh, chả hiểu tại sao. Nhà cũ bến xưa đây, bên tay phải của em dãy nhà rất là cũ, cũ tới mức không thể nào cũ hơn. Qua khỏi cầu Camet rồi, chúng ta chạy chậm chậm ở đây. Cái lên bên trong này thì người ta cho chạy là 50 km/h các bác anh chị. Cũng dễ bị bán tốc độ lắm đó. Các bác anh chị chạy xe ở đây thì cứ đúng tốc độ mà chạy ha. Bên tay trái của em sẽ là bến Vân Đồn. Chỗ này có cái hướng quẹo phải hội quán quảng, không thấy luôn. Đây có cái ngôi đền cũng cũ lắm nè, nhưng mà em không thấy cái tên được, mắt cận nhìn xa không có đọc được đó các anh chị. Đó. Đây là con đường Yassin ha, bên tay phải của em đó, hướng chúng ta quẹo vô Yassin. Đây phía trước là cầu Ông Lạnh đó cô bác anh chị. Những cái ngôi nhà cũ, bến cũ.
Ở đây thì chợ cầu Ông Lạnh đây cô bác anh chị. Vào trong là chúng ta có chợ cầu Ông Lạnh nha. Và qua bên kia là chợ cầu Muối. Ngày hôm nay ở dưới này cũng có nhiều quán ăn, món nướng, mì và bia. Rồi ngay chỗ này là quán nhậu đó. Ngồi nhậu ngay cái vỉa hè cũng mát mẻ, ngó xe ngó người đi qua đi lại. Ồ, quán vắng ghê luôn. Mặc dù đầu tư ghế rồi cũng hoành tráng. Quán vắng lắm các bạn chị, không bàn ghế quá trời ở trong. Không có khách. Đây quán một cái quán bia club. Rồi ở ngay cái vị trí này thì nếu mà chúng ta quẹo phải đó, chúng ta sẽ về hướng của Nguyễn Thái Học và Trần Hưng Đạo nha. Đây là cầu Ông Lạnh. Còn em sẽ đi thẳng thôi, nhưng mà đèn xanh đèn đỏ rồi, và đứng chờ chút xíu. Khu vực chợ cầu Ông Lạnh đó. Em đi qua khỏi cầu Ông Lạnh nha. Bên này là xóm chợ cầu Muối này cô bác anh chị. Ở đây có một cái quán bia nho nhỏ, bia cô, bia cỏ quán. Không biết tại sao gọi là bia cỏ quán, nhưng mà vắng tanh luôn. Bia cỏ quán. Rồi mời cô bác anh chị rời bia cỏ quán, chúng ta đi tiếp tục lên hướng của tới phía trên là cầu Nguyễn Văn Cừ ha. Rồi xe đang đi chắc là đi sửa đường, làm đường đó. Cái tòa nhà cũ ở đây bây giờ có nhiều căn thì người ta cũng sơn lại, người ta sơn, người ta sửa lại, nó mới hơn, nhưng mà cái kiến trúc vẫn y như xưa. Cà phê này, dòng xe cũng rất là đông đó cô bác anh chị. Bây giờ gần 7:30 là người ta chắc là cũng vừa đi chơi vừa đi làm đi về. Mấy chủ đi quét rác, hút rác đó. Khu vực này là con đường Đề Thám nha. Quẹo vào thì chúng ta vào khu vực Cô Bắc, Cô Giang, hoặc là chúng ta qua ngã tư quốc tế Bùi Viện ngày hôm nay đó. Đây, quán cà phê, quán bán Đề Thám nha các bác anh chị. Dọc theo cái bến Chương Dương này thì đa số người ta kinh doanh quán nhậu. Khu này thì Tây Ba Lô cũng có, các anh chị người ta đi từ trong Bùi Viện người ta đi ra đây. Tối đi làm về làm vài chai, nói chung là cũng vui. Có đôi khi cũng lo nồng độ cồn, nhưng mà ngày hôm nay cứ uống xong rồi mình cứ và bắt xe ôm đó. Bắt xe ôm hoặc là hùng nhau đi kêu chiếc taxi
về cho nó an toàn ha cô bác anh chị. Hơi đau bây giờ mà chạy xe đi nhậu đêm khuya về, vợ con ở nhà cũng lo, người khác cũng lo. Đó, em vẫn đang chạy trên con đường bến Chương Dương ngày xưa, bây giờ là con đường Võ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt là tên một con đường dài từ ngay cầu Khánh Hội ha, đi thẳng lên cho tới An Lạc luôn, ra vùng bên An Lạc quốc lộ 1A luôn, ra lộ Đại Hàng. Đây lẩu bò quán này đông, thấy đông là thấy vui. Đó, quán lẩu bò đó các bác anh chị. Ồ, cái đoạn này đông nè, đông khách thấy cũng vui ha. Có xe dựng đầy vỉa hè luôn, rồi xe hơi đậu đầy dưới lòng đường luôn. Đó, quán nào đông thì vui, còn quán nào không có khách thì buồn so. Cho nên là mới nói hên xui lắm, ngày hôm nay làm ăn buôn bán hên xui. Không biết được ngày nào, cứ ngày nào thì biết ngày nấy thôi. Quán bên trong rất là rộng nhưng mà không có khách. Đó, ế ẩm thấy thương không? Quán gì mà hôm nay như thế này thì thôi, chứ đâu có làm ăn buôn bán gì nữa, chán chứ hồ. Nhân viên ngồi bấm điện thoại không cả buổi tối luôn, cũng không thấy khách. Góc này là con đường Hồ Hảo Hớn, Hồ Hảo Hớn Huỳnh Quang Tiên. Đây, quán ngay Hồ Hảo Hớn, góc Hồ Hảo Hớn đây. Thấy toàn là ghế không, không thấy người. Hồ Hảo Hớn này thì cô bác anh chị cũng vào được cô Bắc cô Giang ha. Thì quán nào đông thì quán đấy vui thôi. Giờ không biết đường đâu mà lần. Làm ăn kinh doanh mấy cái tháng này là thấy dễ bị phá sản lắm. Nhiều khi hôm nay thấy quán mở, ngày mai tự nhiên cái thấy quán đóng mất tiêu. Đây cái quán nhậu ngoài vỉa hè cũng có khách nè. Đó, người ta bắt Grab người ta đi về đó các bác anh chị. Rồi lên đây thì chuẩn bị đi tới cầu Nguyễn Văn Từ ha. Đây là con đường bên tay phải của em nè, hình như là con đường Trần Bình Xu, tức là con đường Phát Diệm năm xưa đó. Trần Bình Xu này quẹo phải thì chúng ta đi về Trần Hưng Đạo ha, Trần Hưng Đạo Nguyễn Trãi, Trần Bình Xu. Quán đâu có bao nhiêu người đâu, bàn ghế thì bày ra rất là nhiều, mà quán là hình như có khoảng chừng chưa tới 50%. Cầu kho em đi lên cái chỗ này nha, có con dốc. Chỗ này có quán nè, cái quán Beer Garden. Đó, quán bia. Cái anh tiếp tân ảnh mặc đồ giống như là nón lá với lại áo gì đây. Đó, Beer Garden đó.
trường tiểu học Trương Dương. Ở bên máy tay phải của em là trường tiểu học Trương Dương ha. Trời ơi. Một số hàng quán ở phía dưới này nó cũng vắng. Hiu trên đồi. Cái vị trí này đẹp với cô bác anh chị. Vị trí này rất là đẹp. Nó lên một cái đồi nho nhỏ. Đó. Rồi chúng ta lại chạy xuống phía dưới. Ra lại con đường bến Trương Dương. Con đường Võ Văn Kiệt ngày hôm nay đó. Không biết cái tình hình làm ăn kinh doanh ở đây như thế nào. Chứ ban đêm thì người ta đóng cửa nhiều lắm rồi, đâu có, mình đâu có biết đâu. Đây là một cái quán đó. Food and beer đó. Banana đó. Rồi bây giờ đóng cửa đây này, có bán gì cho thuê rồi. Đó, đây cũng cho thuê này. Cho nên là không biết người ta làm ăn như thế nào. Ban đêm thì đóng nhiều rồi cũng cho thuê nhiều, còn ban ngày thì không biết sao. Đây là con đường huyện Cảnh Chân nha. Đó, đây là quán gì vào vắng quá trời luôn, không thấy khách cứ ở đâu hết nè. Cứ đi dọc đường thấy quán vắng là thấy buồn rồi đó. Rồi em chạy lên cầu Nguyễn Văn Cừ nha. Qua khỏi cầu Nguyễn Văn Cừ là cầu Chữ Y. Rồi chúng ta tới phường chợ quán. Vừa đi qua cái khóm cầu kho rồi, bây giờ đi về phường chợ quán. Những cái gì của Sài Gòn là gói gọn trong cái bài thơ đó, nó cũng còn dài lắm nhưng mà em cũng không nhớ hết, nhớ còn đoạn à. Đoạn đầu là dễ nhớ nhất á, đó, có Dinh Độc Lập, có Đường Tự Do đó. Ngày hôm nay thì vị trí này là quận nhất nhưng mà qua khỏi cầu Nguyễn Văn Cừ thì nó là quận 5. Này vắng, xe chạy trên kia hết rồi. Và phải cầu Nguyễn Văn Cừ ở đây là chúng ta đi về chợ Năng Si, con đường Cộng Hòa đó. Em đứng chờ đèn đỏ nha. Đứng chờ đèn đỏ ngay cầu Nguyễn Văn Cừ nè. Bờ phải thì chúng ta đi về hướng ngã 6 Cộng Hòa luôn. Cái bùng binh ngã 6 Cộng Hòa. Còn đi thẳng ở đây thì chúng ta sẽ qua tới khu chợ quán. Ngay vị trí này là nhà đèn chợ quán đây. Qua khỏi cầu Nguyễn Văn Cừ cái có một cái mảnh đất mà người ta đang rào tôn lại đó, thì vị trí đó là nhà đèn chợ quán. Đây các anh chị. Vị trí này. Tất nhiên là lâu lắm rồi. Bây giờ cũng không còn vết tích gì. Chỉ là cái vị trí thôi. Ở đây nó là cái khu căn hộ Dragon Riverside nhưng mà từ khi em vào Sài Gòn tới giờ thấy quay như vậy luôn, chưa có xây gì hết trơn, người ta quay lại như vậy thôi. Đó.
khu vực nhà đền chợ quán ha. Rồi chúng ta sẽ đi tới cầu chữ Y và hướng về khu vực chợ Hòa Bình, quận nhất qua quận 5. Bên khu vực quận 5 này thì cái mặt của Võ Văn Kiệt này thì có cái đoạn này nó không có nhộn nhịp, không có kinh doanh buôn bán nhiều, không có bằng ở dưới quận nhất, không có bằng ở bến Trương Dương. Bến trên này thì không bằng bến dưới kia là nổi tiếng bến Sài Gòn vui chơi mà. Ở đây có một cây xi thả rễ xuống rồi người ta gắn cái đèn led chạy dài, chỗ này nhìn nó u ám tăm tối ha. Đúng vị trí nhà đèn mà chả có đèn, nó cứ mờ mờ ảo ảo đó, cái chữ Dragon Riverside City này. Một cái mảnh đất rất là rộng lớn, từ ngay chỗ cầu Nguyễn Văn Cừ mà chạy tới cầu chữ Y luôn các anh chị, rộng lắm, vào tới trong đường Nguyễn Biểu mà. Trời, người ta để cái gờ giảm tốc ở đây nhiều quá trời, chạy cứ gập gần. Đó, phía trên này là cầu chữ Y ha. Rồi vào phải thì chúng ta vào huyện Biểu ra Trần Hưng Đạo và đi qua huyện Trại luôn. Còn đi thẳng qua cầu chữ Y thì chúng ta tới khu vực Trần Bình Trọng chợ quán, rồi về nhà thương chợ quán, bệnh viện nhiệt đới ngày hôm nay đó. Chỗ này em chạy nhanh chút xíu nha. Mấy cái vị trí mà người ta có thể vào phải đó thì chạy chậm bất tiện cho người ta lắm nên em phải chạy nhanh chút. Đó, lên vị trí này rồi thì ít có quán nhậu à, em sẽ chạy về hướng Hòa Bình, qua cầu chữ Y rồi tới khu cầu Nguyễn Tri Phương. Đó, coi thử như thế nào. Bên phải của em là cái chung cư ngày hôm nay em gọi là chung cư chợ quán, nó là cái chung cư nhà cháy ngày xưa đó. Có một đợt nó cháy chắc cũng phải hai mấy là ba chục năm trước rồi. Và phía trước đây là con đường Trần Bình Trọng, suốt dọc theo cái vị trí con đường bến Hàm Tự này nè thì người ta kinh doanh vật liệu xây dựng khá là nhiều, dài lên cho tới con đường Hải Thượng Lãng Ông luôn, tức là con đường Khổng Tử đó, dài tới phía trên đó luôn. Đây là con đường Trần Bình Trọng hướng về nhà thờ chợ quán ha, và phải là có mấy anh chị vào nhà thờ chợ quán luôn đó, rồi ra hướng Trần Phú, Nguyễn Hoàng đó, rồi Hùng Vương, rồi đi về chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. Đó là cái vị trí của con đường ở Trần Bình Trọng quận 5. Nó có Trần Bình Trọng bên Bình Thạnh nữa. Đây là quán gì đây mà cũng bày ra ha. Cũng bày ghế rồi ra nè. Đó, quán bia. Quán bia, trời đất ơi. 728 Việt Garden, không thấy khách ở đâu hết trơn. Rồi còn văn phòng cho thuê đồ này nọ nữa. Rồi nhìn nó bi đát quá trời. Làm ăn bây giờ bày bàn ra ngoài nhiều khi còn không muốn làm nữa, chán quá, trên này vắng quá cô bác anh chị. Lên nhà thương chợ quán đây. Gần chỗ này bệnh viện nên là người ta không nhậu, người ta không bày quán nhậu ra, có bên cái bệnh viện tâm thần ngày hôm nay nữa. Đây là trường Hàm Tự đây. Hồi nãy dưới kia là trường Trương Dương, bây giờ là trường Hàm Tự, đại diện cho hai cái bến của Sài Gòn, một bến của Sài Gòn, một bến của Chợ Lớn.
Đây là chỗ giữ xe, giữ xe vô bệnh viện nhiệt đới ngày hôm nay ha. Là cái nhà thương chợ quán năm xưa đó. Thăm lại bến xưa vào ban đêm, không biết là cô bác anh chị có những cái cảm xúc bồi hồi nào hay không. Đây, ở bệnh viện nhiệt đới. Sát bên này thì tới cái ngày hôm nay là bệnh viện tâm thần đó. À, và qua khỏi bệnh viện tâm thần thì có con đường Huỳnh Mạnh Lạc nha, chạy về hướng của Trần Hưng Đạo luôn. Huỳnh Mạnh Lạc ở đây thì đâm thẳng vào chợ Hòa Bình đó cô bác anh chị. À, em quẹo phải con đường Huỳnh Mạnh Lạc nha, tính đi lên trên Nguyễn Tri Phương luôn mà thôi tách ra ngay chỗ này cũng được. Huỳnh Mạnh Lạc này em chạy vào hướng của Trần Hưng Đạo đi. Trời ơi, bên này vắng quá ha. Có mũi, trời ơi mũi nó cắn, chạy xe mà nó cũng cắn nữa. Ban ngày con đường này xe cộ đông, nên đoạn ở chỗ con đường này nó dài đó, cái số dây nó rất là dài, thành ra là người ta chờ đông lắm. Mà tối ở đây vắng tanh này. Rồi ở đây thì em ra đường Trần Hưng Đạo rồi nè cô bác anh chị. Con đường Huỳnh Mạnh Lạc về đêm thôi, chạy thẳng con đường này luôn cũng được. Thật ra tối hôm nay thì em đi tập hát bên xóm gà Phục Sinh, đi thẳng hướng này cũng được, qua Bình Thạnh. Rồi ở chỗ quán này thấy thường về chưa, không có khách. Trời ơi, các anh chị thấy không? Quán xá không có khách. Đây là đường Trần Hưng Đạo bên phải hướng về ngã tư Năng Si về Quận Nhất nha. Bên trái lên khu vực Đồng Khánh Chợ Lớn. Còn em sẽ đi thẳng cái con đường Huỳnh Mạnh Lạc này chút xíu. Coi như đây là lần đầu tiên đi con đường này về đêm. Đường này về đêm cũng nhộn nhịp ghê ha. Ăn uống cũng nhiều. Đó, quán này, quán nào cũng như quán nấy thôi, chung cái số phận. Bên trong cũng như ở bên ngoài thì đông hơn một chút. Bên trong thì nó vắng thôi rồi. Đó, bên trái em đây có quán hải sản nè. Đây là con đường Phan Văn Trị, quận 5. Quẹo bên trái cái là chúng ta về phố Việt Quay, Bùi Hữu Nghĩa đó. Ra đây thì chúng ta đụng con đường hình như là An Dương Vương hay Nguyễn Trãi đây, Nguyễn Trãi đó. Ra Nguyễn Trãi này có bác anh chị, phố Thời Trang Nguyễn Trãi. Có thời trang hiện đại đó. Rồi bên trái thì về bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bên phải thì xuống con đường Nguyễn Văn Từ, Cộng Hòa. Rồi ở đây thì em chắc là xin được tạm dừng các clip của mình luôn. Có chiếc xe tập lái.
Một lần nữa thì xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi tối tràn đầy niềm vui, bình an, thật là nhiều sức khỏe. Và hôm nay thì em cập nhật đến cô bác anh chị vài cái bến như vậy, cũng mon men một chút vào con đường mình vận đạt này. Hy vọng cô bác anh chị có những giây phút dạo phố thật là thú vị và cập nhật cái tình hình ngày hôm nay, cuộc sống Sài Gòn. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.